Kỳ Lân ơi, anh muốn chỗ này, hai cái đường viên này và full phần này bằng vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn, em hãy tuyển chọn và đính lên cho anh. Công nghệ, cấu hình, kiểu dáng và giá trị tạo nên chiếc điện thoại này đó chính là Vetu. Tất cả những phụ kiện, nguyên phụ kiện, linh kiện để tạo nên chiếc điện thoại này, tất cả đều là sự tuyển chọn, chọn lựa thật kỹ, chỉnh chu của hãng Vetu. Và Vetu là một trong những thương hiệu về điện thoại xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới. Hôm nay Vetu đã ra mắt dòng cảm ứng, dòng công nghệ, dòng cấu hình cao và dạng thanh cầm chắc chắn. Đây chính là chiếc điện thoại Vetu Meta 2. Đây là phiên bản đã được kết tâm vàng và kim cương vào. Chiếc điện thoại này với tình trạng ban đầu nguyên thủy gốc là full màu đen, chỉ có da màu đỏ thôi. Và khách hàng sau khi mua new mới tại Kỳ Lân Luxury và sau một thời gian sử dụng thì vị khách hàng này nhận ra rằng chiếc điện thoại này quá đã và đủ được đáp ứng tất cả những chức năng công việc mà vị khách hàng này cần, và quyết định đầu tư cho chiếc điện thoại này trở nên lộng lẫy long lanh hơn, vì đây là chiếc điện thoại sử dụng chính và thường xuyên nhất, nên đã đến với Kỳ Lân và yêu cầu Kỳ Lân: em ơi, Kỳ Lân ơi, anh muốn chỗ này, hai cái đường viền này và full phần này bằng vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn, em hãy tuyển chọn và đính lên cho anh. Và sau khi nhận thông tin, ngay lập tức Kỳ Lân thực hiện ngay, và đây là kết quả Kỳ Lân đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao đến với khách hàng đó, kèm theo là một cái bao da Kỳ Lân thiết kế riêng cho chiếc điện thoại này với sự tinh tế xử lý và tạo ra một chiếc bao da đẹp phù hợp cho chiếc điện thoại này. Thì khi mà chúng ta để chiếc điện thoại này vào chiếc bao da đó thì vẫn show được cái phần vàng và kim cương lấp lánh ra ngoài. Thì đó là một đặc điểm vô cùng thích thú mà khi Kỳ Lân hoàn thiện xong cũng thấy rất là đã, và chuẩn bị hoàn thiện bao da đó. Và sau khi hoàn thiện bao da xong kết hợp với điện thoại này, Kỳ Lân sẽ quay một clip để gửi đến tất cả quý khách xem nhé. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.